Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 5 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Đôi, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các xã thị trấn trên địa bàn. Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo những kết quả nổi bật của huyện Mộc Châu trong 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội đã thông tin nhanh hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giữa hai kỳ họp, dự kiến nội dung thời gian kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tới đông đảo cử tri. Cử tri cũng mong muốn các bộ ngành trung ương quan tâm hơn nữa về một số cơ chế chính sách để phát triển địa phương, như ưu tiên cân đối nguồn ngân sách trung ương để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng khung của khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đề nghị nghiên cứu phương án tách việc giải phóng mặt bằng thành các dự án độc lập trong các dự án đầu tư công, để việc giải phóng mặt bằng được thực hiện nhanh hơn, tránh kéo dài các dự án, đồng thời có thêm một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển các địa phương miền núi. Kiến nghị một số các nội dung thì tôi cho rằng đối với vùng miền núi thì nên xem xét là chưa nên thực hiện quy định cái việc mà văn phòng đăng ký đất đai một cấp mà vẫn thực hiện theo cái mô hình là văn phòng chi nhánh văn phòng đất đai cấp huyện, cấp tỉnh để thực hiện theo cái thẩm quyền, và cái chi nhánh này vẫn thuộc cái thẩm quyền quản lý của ủy ban cấp huyện. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc giải quyết xử lý cái thủ tục hành chính này như luật đất đai năm 2003 thì thuận lợi hơn cho tổ chức và công dân đối với huyện miền núi. Là đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét điều chỉnh lại các nội dung trong thông tư số 27 ngày 16 tháng 11 năm 2018 về truy xuất nguồn gốc lâm sản và phải có xác nhận của chính quyền địa phương sở tại. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vi Đức Thọ đã tiếp thu, giải trình, làm rõ một số kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình lên kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy nội lực, huy động sự đóng góp, chung sức của cả cộng đồng xây dựng Mộc Châu ngày càng phát triển hơn, hướng đến mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2025.